Vũ Nhân kính chào quý vị khán thính giả đài truyền hình SBTN. Thưa quý vị, bây giờ là 4 giờ chiều thứ bảy ngày 2 tháng 9. Bây giờ có một số cây xăng vẫn không còn xăng. Cây xăng này là cây xăng thứ 6 Vũ Nhân vào cũng không có xăng luôn. Yeah, I was driving a yellow cab for 3 years. No, right now is everything. Tôi chạy xe taxi 3 năm rồi. Bây giờ tất cả mọi việc đều xấu đi. Tôi chạy nhiều cái cây xăng trên đầu, tôi chạy nhiều lốc đường và nhiều cây xăng và hiện nay vẫn không có xăng. Tôi không có xăng, tôi không biết làm cái gì bây giờ. Hôm nay là cái ngày ở Houston lũ lụt đã từ ngày 28 tháng 8 tới bây giờ, mà hôm nay là 5 ngày rồi. Em tới đây không có gas, em không biết là rất là surprise là tại sao tới giờ ngày này hôm nay mà mọi người chạy ra chạy vô không có gas. Em cũng không hiểu sao. Bây giờ em chạy thêm một cái location nữa coi là chỗ nào có xăng hay không. Yeah, Long Nguyễn. Ở thành phố nào? Cedar Park, Austin. Yeah. Hồi sáng thì xe em nó hết xăng. Ngày hôm qua thì em thấy người ta xếp hàng đông lắm, nói chắc một vài ngày nữa có xăng gì mà lo. Nhưng mà sáng nay xăng ba cái xe nó hết. Thì ở Cedar Park, xung quanh nhà em là xăng nó hết. Em chạy khoảng 4-5 cây xăng đều hết. Chỉ còn cái HGB nó còn xăng. Vô xếp hàng khoảng 30 phút mới có xăng. Thưa quý vị, Vũ Nhân đang đứng với một người là manager của cái tiệm này. Và ông ta đã cho biết là what's your name, sir? Joe. Then how long we have gone? I'm not entirely sure. It depends on when our truck can come. Tôi không biết bao giờ mới có xăng. Bởi vì tôi phải đợi cái xe người ta chở tới. Và hiện nay anh thấy đó. How about the food the inside? We have the enough the food for. We have enough, trong tiệm của tôi á, bây giờ còn rất ít đồ để bán, và nhất là những cái đồ ăn và thức uống. Tôi nghĩ với cái tình trạng này kéo dài thì ngày mai chúng tôi sẽ đóng cửa tiệm vì không có đồ để bán. Close tomorrow inside. Close tomorrow? Yeah. Oh my God. Thưa quý vị, gần cả tuần lễ sau cái cơn bão khủng khiếp đó, nhiều cây xăng hiện nay vẫn không có xăng. Nhưng cái điều đặc biệt, không ai phàn nàn, không ai có vẻ tỏ ra giận dữ về cái việc không có xăng hết. Những cái người mà tới đổ xăng á, người ta vẫn vui vẻ đi ra. Đó là, thưa quý vị, đó là một cái điểm đặc biệt của người Mỹ. Mà quý vị đi xa, chúng ta cần lúc nào cũng phải đổ bình xăng, đó là cái điều quan trọng. Vũ Nhân, chương trình cho đài truyền hình SBTN.